Nhìn cây táo này cả nhà. Cây táo nở hoa, ong nó kéo đến, nó kêu sùm luôn. Quá trời ong hút mật luôn nè. Ở đây là đường đi xe đạp, đường đi xe đạp phía trong, còn phía ngoài là đường xe ô tô chạy. Thì đường xe ô tô là được phép chạy 100 km một giờ đó. Cho nên là có đường riêng đi xe đạp như này nè. Nếu như mà mình đi xe đạp á thì mình chạy trong đây nó an toàn. Ở trong cái đường này thì không được phép chạy xe máy, chỉ được phép chạy xe đạp hoặc là xe 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 mà tốc độ dưới 30 km một giờ á. Mình đi ra khu vực cánh đồng này á, thì nguyên một cái bờ, ở giữa bờ là một hàng bồ công anh nở vàng rực. Ở những chỗ khác thì mình thấy là bồ công anh hoa tàn rồi. Hoa bồ công anh khi còn tươi thì người ta hái làm trà hoặc là ngâm với lại mật ong.